dân ca, tự nhiên bắt tôi nhảy cái gì mà vậy vậy thì tôi bị phân tâm. Nhưng hiểu không? Ủa sao vậy chị? Nhưng mà chị ơi, chị là ca sĩ mà chị phải có cái gì đó nó mới lạ với người khác chứ, chị giống người ta rồi chị người ta rồi sao? Sao bây giờ ý là nói là tôi quê mùa, tôi cũ, tôi không có phù hợp với lại cái bài nhảy của mấy người đúng không? Em không có nói vậy. Tôi không hề phù hợp với lại nhóm nhảy này, tôi không phù hợp với lại biên đạo múa của chị. Quỷ hợp đồng. Hà Trang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân yêu đang cùng theo dõi chương trình 1 giờ hoãn đổi. Chương trình được phát sóng lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Mong rằng chúng ta sẽ trao đổi thật nhiều những vấn đề thú vị trong chương trình này và hiểu thấu hơn những mặt trái này và những khó khăn mà các nghề nghiệp phải đối mặt. Và xin được giới thiệu ngày hôm nay, đó là nghề vũ công. Làm sao chúng ta có thể nhảy đẹp đây, và có rất là nhiều những cái điều khó khăn mà các vũ công đang đối mặt. Liệu các bạn đã hiểu hết chưa? Hãy cùng gặp gỡ những khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay để tìm hiểu nhé. Xin được giới thiệu tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Nào, vậy mình nhảy nè. Nghe nè, em có năng khiếu không? Thực ra là chị nhảy được nha, nhưng đúng hay không là chuyện nó tính sau nha. Em cũng vậy, em feel thôi, em feel thôi. Nhưng mà thấy ổn không? Ví dụ như là muốn làm thì làm cho đã cái nư đi, chứ mà biên đạo ra tới là mình làm trước làm xấu hổ. Nếu mà mến làm kỳ lắm, nó kỳ thôi, lắm. Và xin được giới thiệu vũ công biên đạo múa Huỳnh Mến. Trời ơi, chưa? Ngầu chưa? Đó. Trời, người ta đi chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Có nhịp đó. Lố. Em cũng muốn mà. Quá cô giáo ơi. Thật sự em thấy nhạc của chương trình mình hơi hiền á chị. Hiền, chứ em muốn bung bung lên nữa. Cho nên em mới đi cái nết đó ra. Khoan, nó nghe là cái nết đó từ ngày mà mình bắt đầu làm dancer thì trong khoảng thời gian bao lâu mà mình xong cái nết đó? Có bao nhiêu? Thật ra cái nết này là do là bây giờ kiểu tâm tính nó hiền hòa rồi nó mới ra. Chứ còn mà lúc em mới bắt đầu á, em thề với chị là nó dữ dội. Và để chúng ta có thể hiểu thêm về cái sự thú vị của ngành rất là nhiều động tác này và truyền cảm hứng bằng những cái chuyển động rất là tinh tế, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo mang tên là Góc Nhìn. Dạ, xin mời mọi người vào ghế ạ. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chuyên mục Góc Nhìn. Ở chuyên mục này chúng ta xin phép được ngồi một cái tư thế cơ bản nhất, tại vì đối diện Huỳnh Mến không dám cử động luôn á, sợ bị cô giáo bị sai. Sao chị chuyển động sai? Chuyển động không có duy mỹ. Không sao chứ sao, tại vì thật ra cái chuyển động của mỗi người sẽ có một cái luật động riêng, mình làm sao mình thoải mái nhất, mình tự tin nhất là được chị thôi. Dạ, sẽ có những cái chuyển động của chị em không bao giờ làm đẹp bằng chị được. Thế hả? Vâng. Và ngược lại thế thôi. Nhưng mà em đang động viên mọi người đúng không? Ví dụ có những cái động tác mà nó đòi hỏi một cái tỷ lệ mở nhất định. Tôi chấp Mến luôn. Đúng, thật sự. Mến, em đã có tuổi nghề bao nhiêu lâu rồi? Wow. Khoảng. Dạ, tính từ lúc mà em bắt đầu có cái tháng lương tiền diễn là em đi làm vũ công đầu tiên đi ha. Thì năm đó em học lớp 9. Lớp 9 thì em 15 tuổi hả? 14, 15 tuổi. Thì bây giờ... Wow, 17 năm rồi chị. 17 năm. 17 thì năm. Thì bao nhiêu lâu trên cái hành trình 17 năm đó em bắt đầu nhận ra rằng là mình có thể chơi mọi style? Tại vì thực ra chị nghĩ nha, nghề nào cũng vậy, nó sẽ có những cái gọi là nó sẽ có những cái phân nhánh. Ví dụ như Lưu Hà Trinh thì phải dẫn những cái chương trình kiểu vậy. Kiểu như thế thì nghề nào cũng sẽ có những cái đặc thù mà nó mang bản sắc cá nhân. Thì chắc chắn là dancer là phải rất cá tính, có nghĩa là cái cá tính của người dancer nó phải thể hiện rất là nhiều trong cái vũ đạo của họ. Thế thì em theo nghề tầm khoảng bao nhiêu lâu thì em nhận ra rằng cái này là cái cá tính của mình nè, và mình sẽ định hình mình ở cái style này, là một cái style đa dạng kiểu vậy, thì trong khoảng bao lâu thì mình bóc tách được cái điều đó từ bản thân mình? Dạ, theo em nhớ thì là em hoạt động trong nhóm đó, khi em làm cái vai trò vũ công á, là tầm khoảng 4 năm. Thì em rất là nổi bật trong cái việc là nhảy trong một cái đội hình, là mình luôn luôn có một cái sự thu hút nhất định. Mình nổi trội về ngoại hình, vì lúc đó trong nhóm thì em lùn nhất. Nhưng mà và vì mình lùn đó cho nên cái giày của mình mang nó sẽ phải cao hơn các chị, cao hơn các bạn. Và cái điều đó nó cũng là một cái khó khăn, nhưng em lại biến cái khó khăn thành một cái lợi thế á. Em cố gắng tập nhiều để khi mà mình đi cái đôi đó, nhưng mà mình vẫn nhảy được đều lực với mọi người, và thậm chí là mình
có một cái gì đó nó khác lạ hơn mọi người nữa. Cho nên đó là lý do mà em luôn luôn thu hút được ánh nhìn từ mọi người trong một cái tập thể đông như vậy. Và em rất là nổi bật trong cái vấn đề là gọi là những cái đoạn mà ngày trước gọi là tự do đó. Bây giờ có cái đoạn này là feel tự do nha mấy bạn. Đó, thì lúc đó em mới phát hiện được là cái khả năng của mình á, nó không có giới hạn ở những cái tổ hợp đã tập trước. Mà em cảm thấy rất là đã là thoải mái, giống như là mình được là chính mình trong những cái đoạn tự do đó. Và dần dần thì anh trưởng nhóm ảnh cho em một cái cơ hội là biên bài. Khi đấy thì em cũng hơi chới với và em không biết bắt đầu từ đâu thật. Nhưng mà bằng những cái cảm nhận của em khi mà em đứng trên sân khấu á, em tưởng tượng là ok, bây giờ mình dựng cái bài này, mình tưởng tượng mình là cái người ca sĩ sẽ hát bài này. Đó, thì em sẽ làm ra cái vũ điệu cho cái người biểu diễn cái bài hát đó thể hiện cùng với cái động tác đó. Thì từ cái bước đó mà em làm. Và cũng một cái rất là hạnh phúc với em là tuy là nhỏ tuổi nhưng mà hầu như cái thời điểm đó là em được dựng bài nhiều lắm. Em được ca sĩ yêu cầu dựng bài, mến dựng bài, rồi mến đi diễn chung. Nói chung là em thật sự mà nhớ lại á, em thật là mến phục cái nguồn năng lượng của em lúc mà em làm vũ công luôn á chị. Máu lửa vô cùng luôn, một bà lùn tròn tròn, không có gọi là nổi bật về cái ngoại hình đẹp trong nhóm đâu. Nhưng mà bằng cái nguồn năng lượng của mình nhảy, mình gọi là giống như mình quên mình luôn. À, và có một cái đặc biệt này mà thật sự là em đi hỏi nhiều người và nhiều người kể lại cho em nghe. Em hỏi vì sao ấy, tại em cũng đặt câu hỏi là ủa vì sao mọi người nói em là khác với lại cái đội hình ấy. Cái xong rồi mọi người cũng nói là tại vì á, cái lúc em tập á, là từ ở phòng tập là mọi người em đã bắt mọi người nhìn em rồi. Và cái đó vô hình chung lên sân khấu á, em luôn luôn làm được một cái điều gì đó nó trọn vẹn hơn là những bạn khác. Giống như mình tập 200%, 300% ở phòng tập và lên sân khấu thì mình đạt được một cái hiệu quả mà gọi là nó ngoài mong đợi với mình á. Sau ngày hôm nay, cô Huỳnh Mến sẽ xuất hiện trong bài giảng của cô Nha với các sinh viên của mình. Đó là các bạn phải biết được bản thân mình có gì và phải biến tất cả những gì bản thân mình có thành những con át chủ bài và không có khái niệm về gọi là lợi thế hay bất lợi ở đây nữa, mà là mình có gì rồi mình xài nó như thế nào. Ủa, tôi có thằng chiều cao 1m52 thì tôi xài 1m52 theo cái kiểu thăng hoa của nó. Hay thiệt. Tức là lúc này em cũng mê Mến á, không thể nào mà rời mắt khỏi khi mà Mến trình bày. Em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái trí thông minh nhất định, thì giống như chị Tony A có cách diễn đạt. Và chưa bao giờ chị thấy một người nào thiên tài trong việc diễn đạt ngôn ngữ như là chị Tony A. Và chị cũng chưa từng thấy một vũ công nào có một cái nguồn năng lượng sáng tạo nha như là Huỳnh Mến. Không chỉ là cách cô ấy nhảy ra sân khấu là chuyên môn của cô, người ta sẽ nói ô vũ tông gặp 17 năm thì tất nhiên là phải giỏi, nhưng mà hãy xem cách cô ấy diễn. Diễn mà không nhảy nha, thì mình thấy được rằng là những cái điệu nhảy và những cái chuyển động nó ở trong máu của cô rồi, và cô có thể biểu đạt cái cảm xúc tốt hơn rất nhiều so với rất nhiều những cái sự giới hạn của các cái ngành nghề khác. Ví dụ như là người ta nói vũ công đâu cần diễn mặt làm gì, có ai coi mặt đâu, người ta coi cái động tác đều hay không thôi. Nhưng mà Mến ha, đau là đau, vui là vui. Thực ra thì cái khả năng biểu đạt cảm xúc nó là một cái khả năng mà chị nghĩ rằng là nó gắn liền với sự thành công của một vũ công chứ. Chứ tại vì nếu như mọi câu chuyện nó chỉ dừng lại ở một cái cử động cơ thể, ủa thì ai cũng cử động được. Nhưng tại sao tôi nhìn cái cử động đó ra một cái sự đau đớn, nhưng mà đau trong căm phẫn, nó sẽ khác với một cái nỗi đau đè nén, với một cái nỗi đau bị trấn áp. Nó là những cái kiểu đau khác nhau, và một cái người vũ công tài năng cỡ Mến thì sẽ phải biểu đạt được ở những cái mức độ khác nhau đó. Và hồi nãy Mến chia sẻ thì nó có một ý rất là quan trọng mà mình nghĩ rằng nó rất là đắt giá ở cái phần góc nhìn này. Tức là bạn ấy đã đặt bạn ấy vào vị trí của cái người ca sĩ để dựng bài và để phiêu bài. Bởi vì cái người ca sĩ sẽ phải hát và cảm được ca từ. Thế thì khi bây giờ tôi đặt tôi vào vị trí của cái người đấy thì tôi sẽ hiểu được cái trước tiên là cái ý nghĩa của tác phẩm, thì tôi mới bắt đầu lấy được cảm xúc. Thì chị nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta nhìn ra được cái đường dây đó, nó sẽ tạo nên một cái Huỳnh Mến có chất liệu. Chứ nó không chỉ đơn giản đó là vì tôi đã tập hơn nhiều hơn người khác. Người khác tập 2 tiếng, tôi tập 3 tiếng. Tức là cái sự thành công của tôi phải gấp 3. Không, cái sự thành công nó phải nằm ở nội dung nữa. Nó phải có nội hàm nữa. Và điều đó nó lý giải là vì sao có những vũ công thành công và có những vũ công thì rõ ràng là các bạn theo nghề cũng rất là trầy trật, nhưng mà sự may mắn nó vẫn chưa đến với các bạn. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời. Và chính Mến đôi khi cũng sẽ rất là bất ngờ với câu trả lời của chính mình là cái nguyên liệu gì và cái nội hàm nào, cái nội dung gì đã tạo nên được những vũ công thành công tỏa sáng trong nghề này, để chúng ta không nhìn nghề vũ công chỉ là đi nhảy, xuất hiện ở trong đám cưới hay là xuất hiện ở đằng sau lưng của ca sĩ, xuất hiện thoáng qua trong một MV, mà chúng ta sẽ nhìn nhận đây là một nghệ thuật
để chúng ta có thể tỏa sáng từ thương hiệu của một vũ công. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật của tuần này, đó là bạn Minh Tuyền. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ Minh Tuyền nhé. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Minh Tuyền. Hiện tại em đang là một người dẫn chương trình và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là một người dẫn chương trình về sự kiện nên em có rất là nhiều cái cơ hội được cộng tác cũng như là làm việc trực tiếp tại các sảnh tiệc. May mắn hơn là em được gặp tất cả những bạn là vũ công, ca sĩ và các bạn phục vụ tại các nhà hàng đó. Có một điều em rất là thắc mắc là những bạn ca sĩ hay là vũ công đến với cái sự kiện của em thì bình thường chỉ diễn có khoảng tiết mục đầu tiên hoặc là tiết mục thứ hai và sau đó họ sẽ ra về, mà cái kinh phí đó thì nó lại cao hơn cái mức mà các bạn phục vụ phải làm việc xuyên suốt tại cái buổi tiệc đó. Riêng em thì em cũng cảm thấy hơi bất công một tí xíu. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái trường hợp các bạn vũ công thường hay đến những cái buổi tiệc đó và hay đi trễ một chút xíu thôi. Còn các bạn kia thì phải có mặt sớm 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là 3 tiếng gì đó để có thể set up và chuẩn bị tất cả những cái công việc xung quanh. Và Minh Tuyền mong muốn thông qua chương trình 1 giờ hoán đổi sẽ có thể hóa thân mình thành một vũ công để đến với cũng như là hiểu thêm về cái công việc của các bạn, cũng như là trải qua được những cái khó khăn, những cái thử thách trong cái ngành nghề đó để thử xem là cái công việc này nó có xứng đáng với lại cái mức lương mà các bạn có thể nhận được và so với lại các bạn phục vụ hay là các bạn làm MC như Tuyền thì nó sẽ như thế nào. Dạ, đó là những lời tâm sự chân thành của Minh Tuyền. Thì đôi khi mình chưa hiểu nhau, mình cũng sẽ có một số những cái thắc mắc thôi. Với cái thắc mắc này về vấn đề cát xê, sao mà vũ công đến nhảy có 5 phút mà lấy cát xê ngang với lại các bạn ở nguyên chương trình giống như MC hay là người phục vụ, thì em sẽ nghĩ sao? Dạ thì theo em á nha, là vì nhảy múa tập cực lắm. Nói chung là cái nghề nào thì cũng sẽ tập, có một cái sự tập luyện rất là khổ luyện đi. Yeah. Theo bản thân em mà đặt vào cái vị trí đó thì em sẽ phân tích như này: tiền xăng, tiền cộ mình đi tập mỗi ngày này, rồi mình tự make up này, nhiều khi đồ thì báo mình cũng phải tự lo nữa, rồi mọi thứ nó dồn lại á. Nhưng mà đâu phải là mình, nếu mà diễn đám cưới thì không phải là cái số nhiều đâu. Em nghĩ thường chắc phải cuối tuần mới có tiệc. Các bạn mà hay đi diễn đám cưới thường là sinh viên, vừa học ở trường múa và vừa đi diễn đó. Thì chắc là các bạn là sẽ thỏa đáng cần... đó một dạ thỏa đáng mà đó, thì mình mới nói là có một số mình cảm thấy là mình phải ở trong cuộc thì mới hiểu được người trong kẹt. Yeah. Mình hiểu được trời ơi, nguyên một tuần đi tập đổ mồ hôi sôi nước mắt, trả tiền phòng các kiểu rồi tiền uống nước. Nhưng mà thật sự nha, cái lương khởi điểm của em lúc mà em mới đi diễn hồi xưa á chị, 25.000. Thì đó. Nhưng mà nó hạnh phúc lắm, nó vui. Thì đó, chắc là các bạn đi diễn về vui. Dạ. Vậy là có tiền đồ cho cái nghề vũ công đúng không? Đâu có đến nỗi mà bèo bọt như vậy phải không? Để cho mấy bạn mà mê nghề vũ công cảm thấy cũng có thể trả được tiền học, tiền xe, tiền cộ, mua nhà này nọ nha. Hồi xưa được em không? Vừa đi học vừa đi diễn em gắt lắm luôn á. Em có tiền lương mỗi tháng xong em tự đóng tiền học cho mình, và thậm chí là em phụ ba mẹ đóng cho các em của em luôn. Vậy là có tiền đồ. Có. Chứ không phải là cứ người ta nói mình là long rong đi chơi rồi xong rồi hả tốn cơm tốn gạo, vậy là không phải cái từ đó. Không, đi chơi tốn cơm tốn gạo thì không đây gì là thiệt nha. Vậy hả chị? Phải là đi tập chứ không có đi chơi. Đi tập phải là đi, đúng không, phải là đi tập chứ. Mấy đứa đi long nhong mà đi chơi là cũng nghi lắm, không có tiền đồ đâu, tiền đồ đen tối đó. Quý phụ huynh mà nhìn vào sẽ nói mấy em này hả đi tập không à, rồi sao mà đi giao đấu chứ hả, không có làm một cái nghề ngỗng nghiêm túc nào. Thì khi mà nghe những điều đó em có nghĩ rằng là cái góc nhìn của họ còn bị giới hạn không? Ngày trước thì cái vấn đề này nhiều lắm. Các bạn bè của em, thậm chí là các anh chị đi trước á, bị ba mẹ cấm đoán nhiều lắm. Nhưng mà không hiểu sao từ cái thời điểm mà của em á, thì gia đình em hoàn toàn là ủng hộ. Và thậm chí mẹ em còn cho tiền em đổ xăng để dì em chở em đi tập, đi học mỗi ngày, đi học nhảy và đi tập nhảy lên phòng tập để tập. Và tối mà nhiều khi có show là dì cũng chở đi, mà không có tiền thì mẹ cho tiền để đổ xăng đi những cái việc đó nữa. Nói chung là ba mẹ em hoàn toàn rất là ủng hộ. Và theo em quan sát á, thì bây giờ các bậc phụ huynh rất là yêu thích nhảy múa. Yeah. Nếu mà họ bản thân họ cũng thích nữa thì khi mà nhìn con họ nhảy múa như vậy thì họ cũng rất là vui vì điều đó. Cho nên là bây giờ tùy theo cái lứa tuổi đi, họ sẽ không có muốn là con họ đi tập nhảy là để đi diễn, nhưng mà tập nhảy là để một cái enjoy, đúng, một cái gì đó nó vui vẻ trong ngày của bé. Yeah. Sau những cái giờ học căng thẳng. Yeah. Và các bạn học sinh sinh viên cũng vậy, bây giờ mấy bạn phát triển nhảy rất là tốt, các bạn rất là chủ động.
Dạ, chị nghĩ đó là cả một cái sự định nghĩa lại về các mục tiêu giáo dục đó. Thực tế thì giáo dục thể chất là một hạng mục quan trọng mà. Nó rất là quan trọng, và việc mà cho các bạn ấy vận động từ những cái bài tập nhảy thay vì những bài thể dục nhàm chán thì rõ ràng là nó giải phóng được rất là nhiều thứ thuộc về yếu tố tâm lý. Dạ. Và các con sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi được giải phóng cơ thể của mình, được lắc lư, được tiêu hao năng lượng một cách có nội dung. Em cũng thấy rất là thú vị, bởi vì khi mà Huỳnh Mến chia sẻ, bạn ấy nhìn nhận mọi thứ một cách trực diện luôn, không có né tránh, cũng không cảm thấy đáng giận hay là đáng thương gì cả, mà nhìn trực diện vào vấn đề một góc nhìn rất là lạc quan luôn. Là đây là cái sự chữa lành tâm hồn, đây là hoạt động thể chất, và việc này là đã được nhìn nhận một cách rất là văn minh trong cái thời đại hiện nay. Vậy thì không biết là với cái tình huống mà chúng ta sẽ giả định ở trên sân khấu này, để bạn Minh Tuyền thử thách trong một giờ và bạn ấy sẽ phải đối mặt với những cái tình huống này ra sao, thì xin mời cả chị Tô Nhi A và Huỳnh Mến cùng xem và góp ý nha. Dạ. Dạ, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi qua tình huống sau ít phút nữa ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao nha. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với thử thách một giờ hoán đổi. Nơi đây thì nhân vật của chúng ta ban đầu thì chưa thích nhảy lắm, cũng có rất là nhiều những nghi ngại về nghề vũ công. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống mà bạn ấy đã đóng vai một vũ công chuyên nghiệp, xem rằng là việc trở thành một người nhảy nhót chuyên nghiệp có dễ dàng hay không, và những khó khăn họ đối mặt là gì nhé. Và đây là tình huống ạ. 2, 3, ê 1, 2, 3. Ê, chủ nhóm tới. Ờ, chủ nhóm tới hả? Hello chị nhóm. Hello. Hello. Tập bài tới đâu rồi? Không, là bài cũ á. Bài cũ hả? Vậy thôi bài cũ thủ không nhớ bài, tập lại cho coi được không? Rồi sao chủ nhóm mà quên bài? Thì nhiều bài việc quá. Bài dựng ta. Em dựng nhưng mà nhiều việc quá mọi người, nên là thông cảm giùm cho mình nha. Thôi nhiều việc thì nhiều việc chứ cũng phải tập. Rồi. Cưng vô đây với chị. Vô. Em chào chị. Em chào chị. Mấy đứa chào anh. Dạ. Đây, giới thiệu với mấy đứa. Đứa em của chị. Dạ. Thật ra là đứa em nó cũng xa thôi. Xa lắm. Nó từ ở dưới quê lên. Đó, thấy ăn mặc là thấy biết quê mùa là thấy không? Đó. Nó không có sang như chị của nó, nhưng mà tính tình nó dễ thương lắm. À, vậy là có cái sự gửi gắm người thân. Nhiều khi mà có ai đẩy vô nói là đây là trợ lý của mình á, giúp đỡ đi, thì mình có chăm sóc đặc biệt không? Đối với nhảy múa là cái chuyện này nó phải rạch ròi lắm chị. Ok, bạn có thể gửi người thân, nhưng mà cái người thân của bạn có năng khiếu với cái nghề không? Có theo đuổi được hay không? Tại vì nhảy múa là không có giúp được. Nhưng mà có cái trường hợp nào vì thế lực, vì đồng tiền, vì một cái yếu tố nào đó mà cái người mà vốn không có động tác tốt, không cảm nhận tốt, nhảy không tốt, lại trở thành một cái bạn nhảy phục khớp, một cái bạn nhảy chính trong một đội hình không? Tức là ở đây không phải là vấn đề của Mến, mà là cái điều đó nó có không ở trong cái việc là điều hành các cái nhóm nhảy ở nghề dancer? Dạ, theo em và theo suốt cái quãng đường mà em tham gia làm vũ công á, thì và cả biên đạo luôn, không có cái điều đó. Dạ, cái yếu tố mà để chọn cái người diễn chung đó nó có nhiều lắm. Một là từ biên đạo, hai là từ cái người ca sĩ đó, từ cái người diễn viên chính đó, họ có thấy phù hợp hay không nữa, chứ không phải người nhóm trưởng nhóm chỉ định là được. Có gì nếu mà thật sự bạn đó không tốt đi, mà vì một cái lý do là bạn lên đi, thì bạn đó, chính bạn đó cũng sẽ cảm giác không thoải mái với cái vai trò đó. Nó thật sự vì cái năng lực của bạn chưa đủ để thể hiện cái điều đó. Dạ. Có nghĩa là ánh sáng hào quang là thấy ngay lập tức, chứ không thể nào mà chúng ta đặt ở vị trí nào được. Nhiều khi đứng ở góc mà nhảy đẹp thì người ta vẫn thấy mình đầu tiên. Dạ, đúng rồi. Rồi chị coi chị trưởng nhóm chị được động tác nào không? Chị cho người ta một động tác đi. Đúng rồi, chị cho tụi em vài động tác đi. Sao mà trưởng nhóm nãy giờ không có thể hiện gì trơn trọi nè. Hôm bữa chị tập cho tụi em. Còn để cho tụi em tập không mà. Thì không, ấy lên làm trưởng nhóm đi. Em kêu với sếp lên làm trưởng nhóm. Không có được. Rồi, vậy chị nhảy cho tụi em coi coi. Thôi, chỉ đạo thôi, mời mọi người nhảy. Mới vô mà đòi đổi trưởng nhóm. Chỉ đạo là chị. Có chưa? Có một cái cuộc gọi là xoán ngôi lật đổ nổi dậy nào đó của ba quân tướng sĩ trong một cái nhóm múa chưa? Không chị ơi, tụi em ngoan lắm, thật sự. Nhưng mà có không? Ý là có những cái nhóm nào mà Mến biết là có một cái cuộc lật đổ
xoáng ngôi thay đổi vương triều không? Nhái. Lực thì không lực mà tách thôi, nào ra đó. Mình không cảm thấy hợp nữa thì ok, mình tách ra gọi là chia phe đó chị. Ví dụ vậy, ví dụ như cái người trưởng nhóm mà có mâu thuẫn với lại một cái thành viên nào đó mà cái thành viên đó cũng đủ mạnh và cũng đủ cái lời, cái tiếng nói trong nhóm mà cũng có thể thu hút được vài thành viên thì họ tách ra. Ok. Chỉ vậy thôi chứ không có giành giật nhau trong một nhóm gì. Vậy là họ có luật riêng. Nó cũng rõ ràng lắm. Cái thông tin là có người nói là đào nhái vũ đạo hả? Dạ sao vậy em? Dạ đâu có đạo nhái gì đâu chị. Thực ra thì tập luyện thì mình nên lấy cái hay của người này để mình làm thành cái hay của mình á. Chị ơi, cái đó không phải là đạo nhái đâu chị, mà gọi là ăn cắp nguyên si. Cái khái niệm đó nó có tồn tại đúng không? Rồi xong bà kêu hai có gì đẹp trai này nè. Nghĩa là cũng sẽ khó chứ. Tại vì suy cho cùng thì cái cử động cơ thể đôi khi nó vẫn có thể trùng lặp. Thì cái ranh giới của việc đạo nhái và gặp gỡ ý tưởng nó nằm ở đâu? Không, thực ra trong vũ đạo hoặc là trong các ngành nghề khác mình có quyền tham khảo, mình có quyền học hỏi. Đúng rồi. Mình có quyền lấy cảm hứng từ những cái người mà mình yêu thích đạo nhái trong nhảy múa, là họ bê nguyên cả một cái tổ hợp của người ta vào thì nó rập khuôn lắm, nó y chang, tức là mình nhìn là mình biết liền, thì cái đó gọi là đạo nhái. Còn mình lấy cảm hứng là nó khác. Yeah. Vậy thì ý chị hỏi là khoảng bao nhiêu phần trăm để nói rằng đó là dừng lại ở cảm hứng chứ không phải là bê nguyên si. Bê nguyên si là 100% là không bàn. Nhưng ví dụ như 50%, 30% thì nó có được tẩy trắng không? Cái này nó rạch ròi lắm nha chị. Bao nhiêu phần trăm thì là nó thiên về cảm xúc, cho nên là cảm xúc em không thể nào nói được 30%. Tại vì khi mà mình lấy cảm hứng á, tức là mình cảm nhận được là vì sao người ta dựng cái đoạn đó với cái âm nhạc như thế. Mình lấy là lấy cái cảm hứng, cái cảm xúc của cái người biên đạo khi người ta làm ra cái tổ hợp đó với cái lối trình bày như thế nào. Và khi mà mình gặp một cái bài nhạc nó tương tự, mình áp dụng cái lối trình bày đó cộng với cái cách trình bày của mình thì cái đó gọi là cộng hưởng sáng tạo. Còn cái mà em không cần biết là cái tổ hợp đó nó có hợp với cái nhạc của em hay không, chị đã nhảy cái đó đúng không? Em lấy nguyên si của chị em ghép vào đây, và thậm chí có thể ghép vào những cái bài khác thì đó là 100% là đạo nhái, không có sáng tạo. Nhưng mà đôi khi giống như mới nói, đúng là người trong nghề mới có thể rạch ròi được là cái tổ hợp này với cái nhạc này với cái feel cảm xúc này đó, chứ còn mà người ngoài thì người ta sẽ khó. Cái đó là trong cái phần biên đạo nha. Còn về cái vũ công đi thì mình không có nói là bạn này đạo bạn kia được, vì những cái đặc biệt gọi là những cái skill, những cái kỹ thuật mà cái người đó mất nhiều năm tháng để tập luyện được á, thì khi mình thích á mình cũng sẽ bỏ ra nhiều năm tháng để mình tập được cái đó. Cái đó gọi là cái sự nỗ lực để mà mình vươn lên. Ok, hôm nay bạn ở đây tôi quyết tâm sẽ hơn bạn, thì cái cộng đồng nó sẽ tiến bộ lên. Dạ. Cái đó lại khác nữa chị, cái đó riêng là những cái kỹ thuật đó nó không có copy-paste mà là học hỏi. Và đẩy nhau lên, tức là muốn bắt chước cũng bắt chước được. Cho nên tóm lại là lắc lư bốn nhịp thì đừng tự nhận mình là vũ công nha. Dừng ơn đi rồi. Chị nói em á hả? Chị nói chơi vậy thôi. Em còn không dám nhận mình người biết cử động nữa mà sao dám tới trình vũ công chị. Tôi muốn là nhóm trưởng. Trời, lỡ như bữa đó mà bạn làm cái gì đó bạn không có nhảy được rồi ai đứng ra chịu trách nhiệm? Đúng rồi, nhóm là phải có nhóm trưởng đàng hoàng chứ. Rồi chị xin lỗi nhóm trưởng tập thể quỷ hợp đồng mà. Rồi quỷ hợp đồng mà nghĩ cái gì. Chị lên quạ quọ rồi đó nha. Rồi đừng quạ quọ. Tập đi chị. Rồi. Chị ra đây với em. Em nghĩ là cứ cho vô nhạc luôn đi để cho có mút. Rồi ok rồi. Nha 5, 6, 7 đi chị, búng tay giống em được không? Búng đi. 2, 1, 4 đúng rồi. Không, bước chân qua bên kia luôn, bước nè. Đúng rồi, rồi bước ngược lại nè. Đúng rồi, tiếp luôn, bước ngược lại nè. Chị chậm chắc lên, chị làm gì là không được rồi nè mấy bạn. Ai cho chửi chị lên Không có, cái này là nói nhẹ nhàng thôi. Ủa nhưng mà khoan, cái bài này là bài gì? Biết bài gì không? Dạ em đi trên cỏ non. Rồi đi vậy đó hả? Đúng rồi, em đi. Bắt đầu sẽ có nét bối rối đúng không? Tại vì mình không có bộ kỹ năng thật thì mình sẽ không biết ứng phó như thế nào. Và mình thấy là làm nhóm trưởng hay là người lãnh đạo của nhóm không thể nào chỉ thuộc hai chữ là tập đi, làm đi. Cái người trưởng nhóm không nhất thiết phải là cái người dựng bài đâu.
trưởng nhóm phải là một cái người dẫn dắt và quan sát tốt, phải biết được thế mạnh của thành viên mình và khai thác. Giống như ngày trước anh trưởng nhóm em cho em cơ hội để mà dựng bài vậy đó, là khai thác. Thì lúc đó em là một cái bé gọi là bé học sinh, sinh viên mà rất là chăm, tức là em dành thời gian để em nghiên cứu và em làm trước, em chuẩn bị rất là kỹ, rất là nhiều bước để đến mà em gặp cái người đó em sẽ hướng dẫn họ như thế nào, và trong tình huống họ không làm được em phải linh động như thế nào. Đó, mình phải chuẩn bị nhiều phương án lắm. Tại vì mình dựng là mình dựng cho ca sĩ nhảy, diễn viên đó nhảy, chứ không phải là mình nhảy, và không thể nào chắc chắn 100% là họ theo cái khả năng của mình được. Mỗi người sẽ có một cái khả năng riêng. Đi ngang chị, em chơi nghiêng nón lá chân rụt rè chứ đi qua luống rau gì. Ủa chị gái, chị gái, chị là ca sĩ mà sao chị hát sai lời? Chị Linh sai lời. Ủa? Thì hôn vết lỗ mà còn lộn nữa mà. Nhưng mà cái này không phải là lỗi tại tôi. Đúng. Tại cái người tại... nè, biên đạo múa nè, tự nhiên người ta hát cái bài rất là dân ca, tự nhiên bắt tôi nhảy cái gì mà vậy vậy, thì tôi bị phân tâm. Nhưng mà... hiểu không? Ủa sao vậy? Chị, nhưng mà chị ơi, chị là ca sĩ mà chị phải có cái gì đó nó mới lạ với người khác chứ, chị giống người ta rồi, chị người ta rồi sao? Sao bây giờ ý là nói là tôi quê mùa, tôi cũ, tôi không có phù hợp với lại cái bài nhảy của mấy người đúng không? Em không có nói vậy. Tôi không hề phù hợp với lại nhóm nhảy này, tôi không phù hợp với lại biên đạo múa của chị. Quỷ hợp đồng. Chị Linh, quỷ hợp đồng. Nè. Cái này nó giống mấy cái thời gian đầu mà em bắt đầu được dựng bài á. Tức là nó không có cái sự tiếp xúc trước với cái người ca sĩ diễn viên đó để hỏi: ôi chị ơi, chị muốn nhảy cái bài này với cái style như thế nào, chị muốn thể loại gì, chị muốn sao. Không có, mà cứ đưa nhạc rồi mình sẽ tự sáng tạo, mình sẽ tự làm. Và nó giống như là vô tình thì họ rất thích, hoặc là vô tình thì họ sẽ ý kiến này kia. Còn bây giờ thì mọi thứ nó sẽ đi vào từng bước một, mình sẽ phải bàn với nhau về cái ý tưởng, mình muốn cái bài này nó sẽ thành ra như thế nào, rồi mình cùng nhau push lên theo cái khả năng của bạn. Tôi làm được cái này tốt nè, cho tôi thể hiện cái này đó, thì để mình có một cái sự cộng hưởng vô. Chứ còn như cái mấy cái tình huống này nó hơi giống ngày trước của tụi em, là hoàn toàn chủ động với cái bài của mình nhưng mà thụ động với những cái người bạn chuyên nghệ sĩ. Dùng những clip đạo nhái trên mạng rồi bắt hai bạn vũ công này phải nhảy theo. Có những bài là một trong hai bạn này trở thành biên đạo chính, rồi sau đó công cán thuộc về bạn Tuyền. Em có gì để nói không Tuyền? Thì nói hết trơn rồi, em nói gì nữa vợ? Thiệt ra là do em mê cái này quá mà em không có năng khiếu á. Nhưng mà tại vì ba mẹ em cưng em quá nên gửi vô đây xong rồi. Có nghĩa là thật tâm của em vẫn rất mê nghề đúng không? Nhưng mà do em không có năng khiếu rồi em muốn vào đây, chủ yếu là em muốn học hỏi đúng không? Học á, nhưng mà không muốn thấp hơn ta. À, cái gì cũng vậy, mình làm bất cứ nghề nào cũng vậy. Giống như chị mở ra công ty này, không phải là chị mở chơi đâu em, hay là không phải chị mở ra để mà tầm bậy tầm bạ, chị mở là bằng cái sự yêu nghề của chị đó. Chị muốn tất cả những bạn trẻ mà vừa yêu nghề giống chị nè đó, rồi vừa có khả năng nữa, mình tập hợp lại với nhau đó, rồi mình cùng nhau phát triển thành một cái nhóm vũ đoàn mà nổi tiếng thì sao em, đúng không em? Đó thì ví dụ như em cảm thấy em mê nghề quá thì em có thể vào đây em nói với chị là chị ơi, em muốn theo nghề, chị có thể giúp gì được gì cho em không? Thì chị sẵn sàng, chị cho em đi học. Chị nói thật, chị sẵn sàng cho em học. Rồi mình có thể, mình làm từ ở dưới, rồi mình từ từ mình mới lên. Chứ đâu ra mà em không, em làm một trưởng nhóm mà em không có biết biên đạo, em không biết làm gì hết, rồi làm sao làm trưởng nhóm được? Em xin lỗi chị, xin lỗi luôn hai bạn. Nhiều lúc mà mấy bạn tập luyện ở trên này ha, em đứng đó, em cũng tập theo đó chị. Chị biết là em rất là cố gắng, cho nên chị mới giữ em tới giờ này. Nghề nào cũng vậy, em phải thực sự yêu nó và em phải thực sự cố gắng thì em mới chạm được cái thành công của nó. Và không biết là bạn Minh Tuyền của chúng ta đã có sự thay đổi về tư duy hay chưa, và có được câu hỏi nào cho bạn Huỳnh Mến hay không? Xin mời mọi người sẽ cùng gặp gỡ bạn ấy trực tiếp trên sân khấu nhé. Nhưng mà đầu tiên hãy cùng nghĩa lao trong ít phút ạ. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bạn Minh Tuyền qua hành trình kết nối. Xin mời Minh Tuyền. Hello. Xin chào Tuyền, mời Tuyền ngồi ạ. Sao rồi trưởng nhóm, mọi việc ổn không? Dạ thì
không ổn cho lắm. Dạ. Lời đầu tiên em chào chị. Em chào chị Tuyên Nha. Em chào chị mình mến nè. Không ổn chỗ nào nói luôn. Dạ. Thì do là em trải qua cái thử thách hồi nãy thì em cảm thấy được là nó rất là cam go đối với em luôn. Thì em dẹp bỏ liền cái suy nghĩ ngay từ đầu tiên. Nhưng mà em nhảy được không? Như là một vài động tác em nhảy được đúng không? Dạ, thì nếu như có thời gian thì em sẽ nhảy được. Giống chị làm sao? Vậy dạ. Có đồng minh ở đây rồi đó. Dạ. Vậy thì cái câu hỏi là em thấy cái cam go nào là cái cam go thực sự thử thách với em, là cái yếu tố về quản lý cái con người hay là cái câu chuyện là mình sẽ phải có được cái kỹ năng biểu diễn, cái nào là cái mà làm cho em thôi từ bỏ ý định nghỉ dẹp? Nào lớn hơn? Cái điều mà em làm em cảm thấy khó khăn nhất á, trong cái lúc mà tập luyện, lúc mà đặc biệt là chị ca sĩ mới vừa đặt chân bước vào á, em không biết là sẽ phải làm gì với chị. Rõ ràng là em đã không biết trước được cái thử thách này, và em cũng không biết trước được là cái nhạc mà mấy anh chị đem tới là cái gì. Đã vậy mình còn không có chuyên môn về cái này nữa, nên đó là khi mà mấy anh chị bước vào một cái là rồi xong, em nói rồi chết rồi làm cái gì bây giờ. Cho đến khi mọi người bắt đầu rồi tập nhảy nha, tập động tác nha, rồi mở bài Em Đi Trên Cỏ Non nha, rồi em nói rồi nhảy làm sao. Lúc đó em không biết cái gì luôn. Xong rồi em kiểu cái đầu em bị lắc lắm, để em nói là ồ rồi bây giờ nhảy làm sao, đã không biết nhảy rồi bây giờ còn thêm như vậy nữa là không có cái ý tưởng gì trong đầu để mà có thể phát triển ra được một cái động tác cố định nào cả. Có nghĩa là chốt lại là việc làm vũ công nó không đơn giản như mình nghĩ, và bởi vì mình nghĩ nó đơn giản cho nên khi mà mình trải nghiệm mình mới thấy rằng là mình thực sự lúng túng và rối bời. Đúng không? Rồi, đây, đây khai thác cho hết để đỡ rối. Hồi nãy lúc mà Mến xem em mà thử thách á, thì Mến cũng có nói là cái vấn đề này là hồi đó Mến cũng đã từng gặp rồi. Và cái cách mà xử lý á, thì Mến nói là mình phải ngồi xuống để trò chuyện trước hết với tất cả những cái bạn mới nè, ca sĩ nè, những cái người mình sẽ hợp tác nè, trước khi mà mình bắt đầu vào trong buổi tập này. Nhưng mà cho thấy là em cũng phản ứng rất là tốt đấy chứ. Em hơi lúng túng một tí xíu, nên là cái cách xử lý của em nó còn hơi vụt lắm. Nhưng mà em rất là cố gắng để mà chiều mọi người đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng cố gắng. Nhưng mà mình không nên chiều em ạ. Mình phải nên hiểu, tức là trong một cái công việc đó mình cần hiểu là mình làm cái gì, mình đang dựng cái gì. Cho nên mình phải hiểu là cái ý tưởng này mấy bạn muốn là đang như thế nào, bao nhiêu phút, âm nhạc ra làm sao, thể loại gì. Tức là có nhiều cái mình cần hiểu rõ biết trước để mình làm cho nó tốt hơn. Và một cái nữa là không phải lúc nào mình cũng gặp được cái đề tài, cái chủ đề mà mình nhận về nó hợp với cái style của mình, tức là nó trùng với cái thế mạnh của mình. Mà nó đôi khi nó sẽ lịch đi, đôi khi nó sẽ mới lạ hơn một cái dòng nhạc khác, một cái thể loại khác. Thì khi đó cái người biên đạo, nếu mà em đã xác định mình là biên đạo thì mình phải đa dạng, mình phải học hỏi nhiều thể loại để mình làm chất liệu, mình vận dụng, để mà mình sử dụng cái chất liệu đó, mình hình thành một cái bài dựng cho khách hàng. Tức là không ngán thể loại nào hết. Nhạc lên là mình suy nghĩ liền, mình kết hợp, mình sáng tạo liền đúng không? Hoặc em có quyền lựa chọn, đây không phải thể loại của em, để em tìm một cái bạn nào đó trong nhóm mạnh về cái thể loại này, bạn sẽ dựng cái bài này. Em còn muốn có câu hỏi nào đặt ra với biên đạo múa 17 năm ở đây không? Thì thực ra là em hơi bị nhảy số, hơi chậm một tí xíu. Nhưng mà em cũng muốn hỏi chị một cái câu là khi mà mình hoạt động về cái lĩnh vực này á, thì người ta hay đặt ra cái vấn đề giống như em nói từ đầu á, là mọi người lên sân khấu mọi người chỉ có 4 phút, 5 phút để biểu diễn thôi, sau đó mọi người lại đi về rồi. Chị thì muốn có được 4, 5 phút đó thì em không biết là cái thời gian mình luyện tập nó sẽ phải kéo dài đến khoảng bao lâu? Em có thể nói nó 3-4 buổi cho một bài tập. Và thậm chí bây giờ các bạn tập nhanh lắm, các bạn tập 2 buổi, thậm chí là 1 buổi cũng xong một bài. Nhưng mà cái quá trình mà cái người dancer đó khác nhau là họ trải qua cái quá trình như thế nào em. Họ đúc kết được kinh nghiệm như thế nào, họ đã rèn luyện cho bản thân họ những gì để họ diễn một bài có chất lượng hay không. Ok, cùng một bài có thể em với chị cùng nhau nhảy, nhưng mà hai cái chất lượng động tác nó sẽ khác nhau. Của chị nó sẽ ngấm hơn và luôn luôn có cái tính cách nhân vật trong nhảy múa, khác với một cái bạn chỉ thuộc bài để lên nhảy và đi xuống nhận tiền. Phải chi mà ngay từ đầu mà em nghĩ như vậy thì sẽ không bao giờ có cái chuyện đầu tiên mà để em đặt ra câu hỏi. Tại vì chính em là người em may mắn là được gặp gỡ với các bạn dancer rất là nhiều. Em đi làm những chương trình thì trước khi bắt đầu, trước khi em lên sân khấu là các bạn đó là phải nhảy. Nhảy xong rồi mới bắt đầu một cái sự kiện. Thì em hỏi tại sao mấy bạn này đi nhảy chút xíu gì mà mấy bạn đi về lấy tiền nhiều dữ. Em lại đặt câu hỏi ra như vậy. Còn trong khi mình phải ngồi 2-3 tiếng đồng hồ ở tại cái sự kiện đó. Tại vì nhảy múa bây giờ bắt đầu
gọi là có sân chơi nhiều lắm. Dạ. Em thấy bất kỳ cái quảng cáo nào hay một cái MV ca nhạc nào hay là một cái chương trình event hay là cái gì là mọi người đều sử dụng nhảy múa rất là nhiều, và cái đối tượng mà yêu thích nhảy múa cũng nhiều, cũng tìm đến để đi học thể loại này học thể loại kia cũng nhiều lắm. Cho nên là thật sự cái ngành nghề nhảy múa bây giờ á, nó cao hơn ngày trước nhiều lắm chị Trinh. Và em cảm thấy là mọi thứ có thể phát triển rất là tốt. Phát triển bản thân và phát triển nghề nghiệp, thậm chí là về cái số tiền mà mình kiếm về nữa. Giống như Huỳnh mới có thể hoàn toàn xây dựng thương hiệu của mình là một bạn KOL quảng cáo về nhảy múa. Nhảy múa không có dùng lời nói, nhảy múa không có dùng những cái diễn ngôn bằng những cái từ ngữ như là tâm lý hay là người dẫn chương trình. Trước giờ mình may mắn là mình chưa bao giờ bảo tại sao bạn ấy nhận tiền rồi đi về. Mà chị khi mà duyệt chương trình đó, chị nhìn các bạn vũ công duyệt tới 8 lần luôn. Tại vì khai sai mấy cái, không phải là nhảy sai, yeah, mà là cái đường dây, cái chương trình sân khấu nó không có đủ bự, yeah, đúng hoặc rồi, là chạch cái gì đó thì là cứ phải nhảy đi lại 8 lần. Và mình cứ tự nghĩ là tại sao mình làm dễ thế nhờ, mình dẫn có chút xíu rồi mình đi vô. Còn các bạn là phải chạy 8 lần mà còn phải quăng chụp rồi đu dây lên rồi bắt đầu xoay vòng vòng. Sao mà các bạn nhận tiền chắc còn ít nhờ, tại vì thấy là rất nhiều vũ công đi xe lớn, một cái xe đoàn to, mới 20 người đi xuống một cái điểm diễn nào đó rồi đi về trở lại trong đêm. Còn một số, thí dụ như cả MC và cả ca sĩ, họ có thể lựa chọn là họ ở lại cái resort đó hoặc là họ đi máy bay tới. Nghĩa là cái thù lao của MC hoặc là ca sĩ vẫn có thể không gọi là cao hơn hay tốt hơn, nhưng tự họ chăm sóc cho họ dư giả một chút. Còn khi mà ở chung với đoàn và còn là chưa phải là một vũ công nổi bật để là một đại sứ thương hiệu như là Huỳnh Bến hay là chị Khánh Thi, thì vẫn phải là chịu chung một cái chuyến đi mà chúng ta là một gia đình và người ta sẽ thuê tụi mình vì mình là một nhóm. Nên cái điều đó làm cho chị cảm thấy rằng là cái tiền công ấy nó cần phải gấp 10 lần như thế nữa để trả cho từng cá nhân, để từng cá nhân có thể ở trong một cái phòng khách sạn đàng hoàng, đi máy bay, vì họ xứng đáng có được những cái điều đó, yeah, đúng không? Nãy giờ mình nói là riêng một cá nhân, một vũ công nào đó, hoặc là riêng cá nhân một biên đạo nào đó, nhưng mà về tổng thể của một cái phần biểu diễn nhảy của một nhóm nhảy á, nó là cả một cái bài toán rất là khó mà cái người giải á là cả người biên đạo và cả người nghệ sĩ, và cùng là tất cả mỗi thành viên trong cái đội hình đó sai một tí thôi là cũng không được. Đó là lý do mà chị Trinh thấy tụi em tập luyện á, tập vợt á, chạy sân khấu á rất là nhiều lần là vì thế á. Dạ. Sai một chút cái ánh sáng cũng không được luôn. Vấn đề là em tập xong rồi lên trên đó cái mình người phải chỉnh sáng với ánh sáng. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, đúng rồi. Mình quen sân khấu rồi thì nhưng mà mình phải làm để cho ánh sáng cảm nhận và để người ta chọn những cái điểm tốt nhất phù hợp với vũ đạo đó nữa. Nói chung là nó nhân lên rất là nhiều lần, chứ không phải là như em thấy là lên sân khấu vài phút xuống là lấy cách xe đâu. Dạ, tại vì cơ bản là vì cái môi trường hoạt động đó, nó vô tình đập vào mắt mình ngay lúc đó thôi. Thì với lại một phần nữa là do em cũng còn hơi nhỏ, hơi trẻ một xíu, nên là cái suy nghĩ nó cũng chưa có thoát lên được cái vẻ về mình nhìn sơ lược thì mình không đoán được nó. Nhưng mà chị sẵn đây cho em hỏi một câu nữa. Em hỏi chị là với cái lịch tập luyện nó quá dày đặc như vậy, cũng như là về cái hình thức mà mình hoạt động, mình có nhiều động tác nó nguy hiểm như vậy, thì có cái rủi ro nào đó nó xuất hiện là mình ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc của mình không chị? Rủi ro trong nhảy múa đó chính là những lần chấn thương. Dạ. Do những lần mình có thể là khởi động không kỹ và cái tổ hợp động tác đó nó kỹ thuật bưng bê nó khó quá thì cũng có. Nhưng mà tùy theo cái mức độ sát thương mà mình dưỡng thương thôi, đối với tụi chị cái đó là bình thường. Dạ. Và nhiều khi đang nhảy trên sân khấu á chị, bạn diễn của em á có cái động tác quỳ gối xuống á thì cái sàn đó là sàn gỗ và nó lòi cái đinh lên và ảnh bị ghim vào cái chân, xong rồi ảnh rút ra ảnh nhảy tiếp, ảnh nhảy hết bài xong vô trong ảnh mới thấy máu, mới thấy đau. Cái này là xả thân thiệt nè chị. Tức chứ là dấn thân đó. Và vũ công tụi em khi trên sân khấu không khác gì các anh chị diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ khác đâu. Tụi em bị thu hút bởi hào quang của ánh đèn, khán giả. Và khi mình đứng trên sân khấu đó là cái nguồn năng lượng mà mình muốn thể hiện nó rất là nhiều. Vì nó đằng sau đó là cái công mình tập luyện rất là nhiều ngày tháng á, cho nên là mỗi lần mình nhảy một cái bài nào đó thì mình kiểu giống như mình được thỏa sức. Dạ, cho nên là nhiều khi những cái tác động nhỏ đó tụi em không có để ý đâu. Rớt đồ hay là gì này kia xong rồi vô mới tính. Cái này em cũng gặp phải rất là nhiều luôn. Ngay cả bản thân em cũng đã gặp phải điều này. Tại vì cơ bản là khi mà mình lên sân khấu, em không biết là các chị ở đây như thế nào, nhưng mà khi mà đặt chân lên sân khấu, cho dù có tác động cái gì đi chăng nữa thì vẫn phải hoàn thành
đâu xong cái trách nhiệm của mình đi đấy. Rồi muốn sao thì muốn à, nhưng mà lúc nào cũng vậy, bước chân xuống sân khấu là sẽ có chuyện nha. Nhưng nếu như trong một cái quá trình đó thì không bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Là em rất là mừng vì cái điều này. Rất là mình mừng. Giống nhau khi trên sân khấu. Mừng là bây giờ mình thấy được sự kết nối đó giữa Minh Tuyền nè và cả Huỳnh Mến. Và riêng chị Tô Nhi A thì chắc chắn bây giờ chị im lặng. Chị đang tại vì nói một điều gì đó rất đặc biệt. Chị có thích nhảy múa không? Chị rất là thích nhảy múa. Bởi vì chị nhìn nhảy múa ở một cái góc độ khác nữa. Thành ra bây giờ nó có nhiều cái để nói quá mà thời lượng rất ngắn. Nhảy múa hay hò lắm đó chị. Thật ra là như vậy nè, chị thích số này. Chị vẫn rất là hy vọng là khán giả đón nhận chương trình ngày hôm nay sẽ nhìn thấy một cái điều mà thực sự là giới khoa học đang rất là nỗ lực làm điều đó. Đó là chúng ta hãy công bằng với mọi khả năng của con trẻ. Thực ra những đứa trẻ được vinh danh vì những môn khoa học ở đó đòi hỏi tư duy logic và sự tính toán của con số, các con rất đáng được vinh danh. Nhưng mà những bạn khác với một cái năng lực thiên bẩm và một cái sự khổ luyện, nó cũng xứng đáng y chang như vậy. Như vậy thì phụ huynh không cần phải quá căng thẳng là con phải giỏi môn gì đó. Cái quan trọng là đứa trẻ nó đang giỏi cái môn gì. Đó là điều đầu tiên mà mình thích cái số này. Bởi vì chúng ta hãy thừa nhận cái điều đó, vì nó là một năng lực thật sự và không phải muốn là được. Và nó chả có tội nợ gì ở đây hết. Cái thứ hai đó là gì? Nhìn ở góc độ về khoa học tâm lý thì nhảy múa được coi là một dạng để chữa lành. Nó được thừa nhận như một trong số các bài tập cho một số bệnh nhân để chữa lành. Và thậm chí đây là một dạng hoạt động rất là tích cực đối với những em mà nó có những cái dấu hiệu về lo âu, trầm cảm vân vân. Thì cái việc mà cho những cái động tác để các bạn ấy được gọi là được giải phóng những cái năng lượng tiêu cực đó là một trong những cái cách mà các nhà trị liệu vẫn có hướng tới. Bên cạnh trị liệu bằng cát, bên cạnh trị liệu bằng âm nhạc thì còn có trị liệu bằng nhảy múa nữa. Rồi, cái kế tiếp mà mình cảm thấy thích cái số này là vì cái lý do mà Minh Tuyền xuất hiện ở đây. Ủa thầy sao cái nghề gì mà lên có chút xíu cái lấy được tiền? Không, thực ra mình thích cái lý do đó bởi vì nó là một cái suy nghĩ không chỉ có một mình Tuyền có. Nó là một cái suy nghĩ mà có rất nhiều người trong chúng ta hiện nay đang có. Và nó cũng không dừng lại ở cái sự so đo giữa một bạn làm MC với một đội vũ công, mà nó hoàn toàn là sự so đo giữa người này với người khác khi mà chúng ta chưa phải là những cái người cùng trải nghiệm nghề nghiệp với nhau. Thì ở đây mình chỉ muốn nói rằng là không có nghề nào trên đời này nó dễ hết. Nghề nào cũng đòi hỏi bạn phải có một cái sự cần lao. Và thậm chí là bạn đang ở trong cùng một nghề với nhau, nhưng mà cái thành tựu của mỗi người nó cũng đều phải có lý do của nó. Bạn không thể thấy một cái con sâu nó hóa bướm, cái bạn nói trời dễ ợt rồi tự nhiên cái xé kén chui ra cái thành con bướm rực rỡ. Ủa bạn có biết nó nằm ở trong kén bao lâu không? Bạn có biết là con nhộng đó nó phải chuyển mình để trở thành con ngài và tự mình nó xé kén như thế nào hay không? Vậy thì cái sự cần lao đó nó tạo ra những cái gọi là những cái giá trị nghề nghiệp. Mà ở đó thay vì bạn so đo, bạn quậu quọ, bạn cảm thấy mình là nạn nhân của cuộc đời, thì bạn nhìn lộ trình của người ta đi. Bạn nhìn lộ trình của người ta để bạn hiểu rằng là bạn cũng hoàn toàn có thể có một cái thành công nhiều hơn họ nữa, với điều kiện bạn bỏ ra một lộ trình tương đương đi. Thì câu chuyện cuộc đời này chị nghĩ là nó công bằng. Bạn góp cái gì thì bạn nhận cái đó. Hôm nay chúng ta có rất nhiều phần diễn ngôn xuất sắc, không chỉ bằng động tác, bằng những góc nhìn rất là tinh tế và bao dung. Mà điều quan trọng là chúng ta cũng đã cùng nhau kết nối được bằng những vũ điệu vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp và cá tính của Huỳnh Mến. Mong rằng là nếu mà lớp Huỳnh Mến mở thì mọi người nhớ đăng ký nha. Cô ấy rất là bận nhưng mà cứ đăng ký trên Facebook Huỳnh Mến là chúng ta sẽ có cơ hội được giải phóng hình thể của mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi số này với chủ đề là vũ công. Mong rằng là mọi người sẽ có thật là nhiều những niềm vui trong cuộc sống và trong những điều nhảy nữa. Hãy khuyến khích con trẻ nhảy dưới mưa này, nhảy trong gương này, làm sao mà cho mình vui vẻ hết sức mỗi ngày là được ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Một Giờ Khoáng Đổi vào mỗi 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Và đến đây thì xin cảm ơn tiến sĩ Tô Nhi A, vũ công Huỳnh Mến và đặc biệt là bạn Minh Tuyền. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau khi mà trải qua cái tình huống của Một Giờ Hoán Đổi thì đây đúng là một cái thử thách rất 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 là cam go đối với em. Cơ bản là bình thường em chỉ cần một cái kịch bản và em cầm micro, sau đó em sẽ nói thôi. Thì ngay bây giờ thì khi mà trải qua cái tình huống đó, đặt mình vào vị trí của các bạn vũ công á, thì bắt buộc các bạn phải có cái tất cả cái ý tưởng và tất cả cái nội dung đó trong đầu. Đặc biệt hơn nữa là
những cái ý tưởng đó nó sẽ nảy sinh bất cứ lúc nào, nhưng mà mình phải là người ghi nhớ từ cái đầu tiên cho đến cái cuối cùng để mà nó có thể liên kết được với nhau. Nên nó là khi mà buộc mình phải tiếp cận và mình phải đưa ra cái ý tưởng ngay lập tức thì em xin đầu hàng, em không làm được. Thứ hai nữa là em phải suy nghĩ tới một việc là để có được khoảng 4 đến 5 phút trên sân khấu mở đầu cho một sự kiện thì các bạn đã phải trải qua khá là nhiều ngày để có thể tập luyện được. Em cũng cảm thấy được là rất là nể và nhờ vậy mà em có thể hiểu hơn được các bạn rất nhiều. Rất là cảm ơn chương trình vì chương trình đã cho em một giờ để biến đổi. Để làm gì? Để có thể trải nghiệm, để có thể thực hiện và thay đổi luôn cả suy nghĩ của mình. Một lần nữa cảm ơn chương trình rất nhiều và xin chia sẻ với tất cả các bạn vũ công mà bắt đầu từ ngày hôm nay nha. Minh Tuyền sẽ không bao giờ hỏi các bạn là tại sao mọi người diễn ít như vậy mà mọi người lại được cái giá cachet cao như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những sự tập luyện và những khổ công của các bạn. Cảm ơn các bạn.